Quang Dũng khổ sở vì lệ thuộc thuốc ngủ suốt 8 năm, mỗi đêm tôi phải uống 4 viên thuốc ngủ mới ngủ được, biết chuyện bác sĩ lắc đầu, không được rồi. Các sĩ Quang Dũng chia sẻ, lâu không thấy tên anh xuất hiện trên truyền thông, lịch trình của anh gần đây gồm những điều gì, tôi thường đi về giữa Mỹ về Việt Nam mỗi tháng một lần. Tôi bay quên rồi nên không mệt nhiều, ngoài chưa việc mất ngủ, điều khiến tôi khổ sở nhất là lệ thuộc thuốc ngủ 8 năm qua. Hồi ấy bác sĩ nói do tôi đi về giữa Mỹ và Việt Nam quá nhiều vì trên lệch mỗi giờ, Hiến nhịp sinh học của cơ thể tôi bị gián đoàn rối loạn dẫn đến mất ngủ, mặt khác tôi lớn tuổi nên khó ngủ hơn. Lịch diễn dày đặc tôi phải uống thuốc ngủ, nếu không ngày hôm sau không hát nổi, cứ thế tôi uống một viên rồi hai viên, hiện tại tôi phải uống 4 viên thuốc ngủ một đêm mới ngủ được. Đêm nào tôi cũng nằm chành chọc đến 2-3 giờ sáng, càng lo lắng tôi càng khó ngủ. Những lúc mất ngủ tôi thường lo nghĩ nhiều chuyện. Đôi khi tôi rơi vào cảm xúc tiêu cực, cuộc sống mỗi người đều có những lo toàn riêng. Tôi lại hơi nhạy cảm. Giai đàn tài nhất tôi uống thuốc trị cảm, có thành phần an thần mỗi đêm. Tôi uống đều đành hai viên thuốc cảm, một số loài thuốc ngủ khiến tôi đau đầu. say sẩm cả ngày hôm sau, Việc mua thuốc ngủ đặc trị cũng rất khó hành, tôi thường nhờ người quen đi nước ngoài mua dùng để dành uống. Biết tôi phải uống 4 viên một đêm, bác sĩ lắc đầu nói không được rồi. Họ cảnh báo việc uống thuốc ngủ đặc trì có thể gây suy giảm trí nhớ, nhưng đổi sang thuốc ngủ thảo dược lại không hiệu quả hiện tại. Tôi đặt mục tiêu giảm lượng thuốc ngủ phải uống mỗi ngày. Tôi không lệ thuộc thêm nữa. Sẽ ra sao nếu anh rơi vào một ngày tôi quên hết. Đúng điều tôi sợ không kém mất ngủ là mất chi nhớ Mọi thứ đều có thể xảy ra nhưng tôi không mong mình rơi vào cảnh tường đó Không khí âm nhạc trước đây có điểm gì anh thích hơn bây giờ Mỗi thời đại đều có cái hay riêng Thế hệ của chúng tôi không theo Nữ người trẻ hôm nay nữa Thời chúng tôi hờ chỉ đòi nhau chết dòng Như khi khán giả đòi hỏi thế hệ ca sĩ hiện tại kể về hình ảnh Phong cách trình diễn Từng tuổi này tôi vẫn nhớ như in Tuổi 20 vào Sài Gòn đã đôn rảy thế nào Hít tập hát ở nhà nhạc sĩ Trình Công Sơn Và căng thẳng khi bị Nhạc sĩ Thanh Tùng mang rác mạch Đến khi học nhạc chuyên nghiệp ở Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh Tôi thấy rất áp lực hơn nhiều Thời tập hát với các anh lớn tôi nhớ Thời ca sĩ anh ngủ cùng các ban nhạc chúng tôi Biết kính sờ các ca sĩ Tôi nhớ thời ca sĩ anh ngủ cùng các ban nhạc Chúng tôi biết kính sờ các nhạc sĩ Thời điểm ra mắt Để biển nghìn thu ở lại Lần đầu tiên cái tên Quang Dũng xuất hiện trái phít của các phòng trà lớn tại Sài Gòn như Tiếng tờ đồng, em và tôi, sáng hôm đó tôi lấy xe máy đi qua đi lại. Tấm ảnh to đẹp của mình suốt 2 tiếng. Giá mà lúc đó có điện thoại thông minh như bây giờ, tôi sẽ chụp vài tấm kỷ niệm đăng lên Facebook. Sự im tiếng mấy năm này khiến không ít người nghĩ rằng Quang Dũng không còn tha thiết với âm nhạc có đúng không? Ba năm qua tôi vẫn thực hiện nhiều dự án để than, nhưng chưa phát hành đấy thôi. Dự án tôi đặt nhiều kỳ vọng nhất là album các nhạc phẩm được viết riêng cho dòng Quang Dũng. Album có các sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo Đức Chí và được Nguyễn Hà, không kiên nhật mình hòa âm. Một dự án khác tôi hát tâm đắc là album gồm các hit nhạc trẻ dễ nhìn tôi hát những bài hợp dòng như Nàng Thờ, chứ không giao Hát, Quay trình For You hay Bên Trên Tầng Lầu Đầu. Thời đại này, ca sĩ khó bán, CD nhưng tôi có niềm tin vào đĩa thành với cộng đồng người nghe nhạc. Đĩa tình ca Phạm Duy của tôi, một trong những đĩa than đầu tiên phát hành tại Việt Nam đến nay vẫn tiêu thụ khá tốt. Ba năm qua, ngoài đi hát, tôi đều ở phòng thù từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đến Mỹ. Chơi cho tôi dòng hát là một đặc ân lớn, tôi không cho phép mình ngừng đam mê hay công việc khác. Tôi chạy xô đến không có thời gian nghỉ ngơi ngắm lại. Đời tôi không có gì ngoài âm nhạc, tôi muốn đi hát chưa đến khi không còn hơi thở. Lý do anh ở tuổi U50 vẫn chạy xô mịt mài là gì? Phải chăng là áp lực kinh tế khi con trai học ở Mỹ? Thú thật, tôi không chịu áp lực nào về tiền bạc, cá nhân tôi đã làm việc rất chăm chỉ từ trẻ. Để tuổi 47, đủ đầy tôi chăm chỉ đi sờ vì trên quý công việc tổ nghiệp cho mình. Tài năng chỉ chiếm 50% cho thành công của người nghệ sĩ, phần còn lại phụ thuộc vào may mắn, đam mê, đạo đức. Chơi cho tôi dòng hát sự may mắn tôi phải tu dưỡng tính. Để giữ phước đức cho chính mình, Tôi luôn biết người biết ta chưa bao giờ nghĩ mình to tát, ghê gớm. Năm 2023, anh chia sẻ có tình yêu mới. Vậy hiện tại thế nào? Tôi đang trong giai đoạn hạnh phúc viên mãn của cuộc đời. Bên tôi có gia đình, bạn bè, những chi kỷ. Họ làm tôi thấy ấm áp đủ đầy, không có tình yêu. Cũng không bằng lòng, không có tình yêu tôi vẫn sẽ ổn. Không tuổi thần hay sợ cô đơn. Quan trọng không kém là không gian sống. Tôi làm nội thất phong cách thiền để không cảm thấy lạnh lẽo chống chải khi ở một mình. Năm mới anh muốn có thêm điều gì? Con người không có hoài bão sẽ không có phấn đấu nữa. Cuộc sống của tôi hiện tại viên mãn về vật chất tinh thần nhưng tôi vẫn muốn công việc của mình thăng tiến hơn kéo dài thêm nhiều năm nữa.